Mặc dù chấp nhận bản án 3 năm tù giam và đã đi thụ án, nhưng bất ngờ tại phiên phúc thẩm vào ngày 4 tháng 4, bà Nguyễn Phương Hằng được giảm từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 9 tháng, tức là giảm 3 tháng tù. Việc cấp phúc thẩm bất ngờ giảm án cho bà Nguyễn Phương Hằng dù bà này không có kháng cáo, viện kiểm sát không kháng nghị khiến nhiều người thắc mắc liệu việc giảm án này có đúng luật hay không. Luật sư Trần Đình Dũng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho hay, căn cứ điều 345 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, trong vụ án hình sự khi xét xử phúc thẩm, ngoài việc xem xét các phần có kháng cáo, các phần có kháng nghị, tòa án phúc thẩm còn có thẩm quyền xem xét thêm các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo kháng nghị. Vì vậy, dù bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo về mức án của mình ở bản án sơ thẩm, nhưng xét thấy có một số yếu tố có căn cứ giảm án cho bị cáo và cần thiết thì cấp phúc thẩm xem xét tuyên giảm án. Đây là quyền luật định của Hội đồng xét xử phúc thẩm thực hiện khi cần thiết. Như vậy, mặc dù bị cáo không kháng cáo, nhưng tòa phúc thẩm vẫn có thể giảm án là theo đúng quy định pháp luật. Thẩm quyền cấp phúc thẩm không chỉ nằm trong phạm vi đưa ra tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm những vấn đề có kháng cáo kháng nghị mà còn xem xét toàn diện vụ án để nếu cần thiết sẽ tuyên xử trong bản án phúc thẩm. Trước đó tại phiên phúc thẩm, dù không có kháng cáo, nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn xin được giảm án dù bị cáo không kháng án nhưng bị cáo mong hội đồng xét xử hãy công tâm, bị cáo là người vợ tốt, người mẹ tốt, một công dân tốt của xã hội, bị cáo mong hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo, dù một ngày một tháng bị cáo cũng thấy hạnh phúc, xin tòa hãy cho bị cáo một chút danh dự, bà Hằng trình bày. Hội đồng xét xử nhận định, dù bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng bị cáo đã nộp tiền án phí khắc phục hậu quả nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là có căn cứ. Vì vậy, các phúc thẩm đã giảm cho bị cáo 3 tháng tù. Bà Nguyễn Phương Hằng đã bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 năm 2022. Tính đến thời điểm này là ngày 6 tháng 4 năm 2024 thì bị cáo đã chấp hành án được 2 năm 12 ngày. Sáng ngày 4 tháng 4, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các bị cáo có kháng cáo gồm Đặng Anh Quân, sinh năm 1981, cựu giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Mai Nhi Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà là nhân viên công ty cổ phần Đại Nam. Mặc áo thun màu trắng, tóc búi cao xuất hiện tại phiên tòa với nụ cười khác lạ so với lúc phiên tòa sơ thẩm, bà Nguyễn Phương Hằng tỏ ra khá thoải mái cho chuyện cùng luật sư từng báo chữa cho mình. Trong phiên tòa này, bà Hằng không có kháng cáo nên chủ tọa cho bà ngồi hàng ghế phía sau. Theo nội dung bản án sơ thẩm, hội đồng xét xử xác định bà Nguyễn Phương Hằng là chủ mưu, các bị cáo là Nhi, Hà, Tân và Quân là đồng phạm với sự giúp sức của các đồng phạm bà nguyễn phương hằng tổ chức nhiều buổi live stream nội dung đề cập nội dung chưa được kiểm chứng có nhiều phát ngôn về chuyện bí mật đời tư cuộc sống riêng của nhiều cá nhân làm ảnh hưởng xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự cá nhân các ông bà võ nguyễn hoài linh tức nghệ sĩ bà nguyễn thị mỹ oanh là ca sĩ vị oanh bà đặng thị hàn ni là cựu nhà báo luật sư ông Nguyễn Đức Hiển là phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng Thủy Tiên là ca sĩ, Lê Công Vinh là cựu cầu thủ bóng đá và ông Huỳnh Minh Hưng là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên vào ngày 21 tháng 9 năm 2023 đã phạt các bị cáo là Nhi, Hà và Tân mỗi bị cáo là 18 tháng tù, bị cáo Quân bị phạt 2 năm 6 tháng tù bà Nguyễn Phương Hằng bị phạt 3 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tại phiên xét xử phúc thẩm, trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Đặng Anh Quân vẫn giữ nguyên kháng cáo với nội dung đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét chứng cứ tài liệu chưa được cấp sơ thẩm xem xét và xin giảm nhẹ hình phạt. Theo bị cáo Quân, cáo trạng suy diễn lời khai của bị cáo và bị cáo Nguyễn Phương Hằng Cụ thể, biên bản lời khai ghi bị cáo Hằng khai mời bị cáo quân live stream vì cùng quan điểm chỉ hướng. Theo bị cáo quân, lời khai của Nguyễn Phương Hằng chỉ dừng lại ở đó, nhưng cáo trạng lại ghi là cùng quan điểm chỉ hướng trong vấn đề đi xúc phạm cá nhân. Liên quan tới nội dung xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh trong buổi live stream vào ngày 24 tháng 12 năm 2021, bị cáo quân nói mình chỉ phản biện xã hội trình bày bốn yếu tố cấu thành tội phạm và nói ông Linh không phạm tội, người này nói mình làm việc chân chỉ để mọi người hiểu rõ hơn về sự việc chứ không có chủ đích xúc phạm. Bị cáo Quân cho rằng sau khi cơ quan chức năng kết luận hành vi của nghệ sĩ Hoài Linh không có dấu hiệu hình sự, dư luận có nhiều luồng quan điểm trái chiều, quân mới tham gia buổi phát trực tiếp để mọi người hiểu rõ hơn sự việc. Ông Quân khẳng định mình không quy kết hành vi nghệ sĩ Hoài Linh vi phạm pháp luật về mối quan hệ với bà hằng bị cáo quân khai chỉ quen biết là bạn bè xã hội bị cáo quân cho rằng mình được bị cáo hằng mời vào các buổi live stream có thể do đọc được các bài viết phân tích pháp luật về nhiều vấn đề xã hội bị cáo nói mình tham gia không vì động cơ vụ lợi không nhận lợi ích vật chất không bàn bạc trước mỗi buổi phát trực tiếp Khá đông người dân cũng như là YouTuber, TikToker có mặt tại khu vực xung quanh trụ sở của tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi diễn biến phiên tòa. Do vậy, an ninh phiên tòa được thắt chặt. Những người tham gia phiên tòa phải có giấy triệu tập, phóng viên phải có giấy giới thiệu mang theo căn cước công dân, thẻ nhà báo và phải đăng ký trước mới được vào tác nghiệp. Dù vậy, phóng viên cũng chỉ được tác nghiệp trong khoảng 10 phút trước khi phiên tòa diễn ra, sau đó phải trở về phòng dành riêng cho báo chí tham dự phiên tòa qua màn hình. Sáng ngày 4 tháng 4, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và bốn đồng phạm do xúc phạm danh dự của cá nhân. Trong phần xét hỏi, luật sư bào chữa cho bị cáo Đặng Anh Quân hỏi bà Nguyễn Phương Hằng tại sao mời bị cáo này livestream cùng với bà. Trả lời, bà Hằng cho rằng bản thân là người trưởng thành, luôn luôn chịu trách nhiệm trước những gì mình làm, bà biết bị cáo Quân qua một kênh YouTube theo bà Hằng, thời điểm đó bị cáo quân bị bà Đặng Thị Hàn Ni tấn công bằng mọi cách. Do có những phản biện bà Hàn Ni nên bà Hằng tìm cách liên lạc với Đặng Anh Quân. Bà Hằng nói và cho rằng thời điểm đó tôi cũng bị bà Hàn Ni tấn công. Tôi thấy chúng tôi có sự đồng cảm với nhau. Bị cáo quân là người hiểu luật nên mời tham gia để hướng dẫn và bảo vệ cho bà. Những buổi live stream cả hai không trao đổi hay bàn bạc trước nội dung và không nhằm mục đích xúc phạm người khác, chỉ trò chuyện ca hát vân v, v. Bà Hằng trình bày, sai lầm lớn nhất của tôi là không biết luật an ninh mạng. Nếu thời điểm đó công an mời tôi lên làm việc, nhắc rằng có luật an ninh mạng thì tôi sẽ dừng lại. Với tư cách là một CEO thì không thể có việc biết luật mà lại phạm luật được. Luật sư hỏi tiếp, những buổi bà Hằng livestream có lời lẽ xúc phạm những người liên quan trong vụ án, bị cáo đặng Anh Quân có ngăn chặn bà hay không? Bà Hằng nói, bản thân tôi là người hiểu biết, tự nhiên tôi không thể nào đi xúc phạm người khác, nói gì thì nói, không ai có thể cản tôi. Cũng tại phiên tòa, bị cáo Đặng Anh Quân cho rằng mối quan hệ với bị cáo Hằng chỉ là quen biết, là bạn bè xã hội. Theo Đặng Anh Quân, bị cáo được bà Hằng mời vào các buổi live stream có thể do đọc được các bài viết phân tích về pháp luật, về nhiều vấn đề xã hội và khám chữa bệnh trên Facebook của bị cáo. Chủ tọa hỏi bị cáo Quân, bị cáo có nhận tiền của Nguyễn Phương Hằng hay không? Trước câu hỏi trên, bị cáo Quân trả lời bị cáo chỉ là khách mời, không nhận tiền. Khi có buổi live stream, Nguyễn Phương Hằng nhắn tin mời bị cáo khi có thời gian bị cáo sẽ đến. Theo nội dung vụ án, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, Trần Văn Sĩ đã sử dụng tài khoản YouTube là luật sư Trần Văn Sĩ. Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook là nhà báo Hàn Ni để đăng bài, tổ chức nhiều buổi kỳ hình phát trên không gian mạng, phát ngôn những nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự cá nhân hai người này còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ông huỳnh uy dũng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại nam và nguyễn phương hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam trái với quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến công ty cổ phần đại nam và quỹ từ thiện hàng hữu do vậy nguyễn phương hằng đã làm đơn tố cáo kỳ các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền Kết quả điều tra, bà Đặng Thị Hàn Ni đã sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản YouTube mang tên là Nhà báo Hàn Ni để phát buổi ghi hình với tiêu đề bà Hằng có quyền ngồi xồm trên pháp luật hay không. Theo kết luận, bà Đặng Thị Hàn Ni đã đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư là trái với quy định của pháp luật, vi phạm điểm D khoản 1, điều 17, luật an ninh mạng. Tại cơ quan điều tra, Hàn Ni khai nhận sở dĩ có những phát ngôn liên quan đến bà Phương Hằng là do bà Hằng đã có những lời lẽ xúc phạm về Hàn Ni khi phát biểu trực tiếp trên mạng vào ngày 3 tháng 9 năm 2021. Sáng ngày 4 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Đặng Anh Quân, 43 tuổi, là cựu giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà là nhân viên công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày. Theo ghi nhận vào lúc 7 giờ 30 phút, an ninh đã được thắt chặt, chỉ những người bị triệu tập mới được di chuyển vào khu vực xét xử. Hơn 9 giờ, bà Nguyễn Phương Hằng và bị cáo Đặng Anh Quân bị áp giải vào phòng xét xử, khoác trên mình chiếc áo thun trắng, tóc búi cao, bà Hằng trông khác lạ so với phiên tòa sơ thẩm. Người phụ nữ này tỏ ra khá thoải mái trò chuyện cùng luật sư từng bào chữa cho mình. 9 giờ 10 phút, phiên tòa bắt đầu. Trong vụ án này, có hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo là bà Đinh Thị Lan và bà Đặng Thị Hàn Ni. Trong phiên tòa này, bà Lan có mặt và có hai luật sư bảo vệ cho mình. Về phía bà Hàn Ni đang chấp hành án tù nên có đơn xin xét xử vắng mặt. Đối với bà Phương Hằng, không kháng cáo và đang thụ án tù, nếu xét thấy cần thiết, tòa sẽ hỏi người phụ nữ này. Từ đó, chủ tòa yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa bà chủ công ty Đại Nam xuống hàng ghế phía sau ngồi. Trong phần thủ tục, bà Đinh Thị Lan yêu cầu đổi một người trong hội đồng xét xử với lý do vị thẩm phán này gây khó dễ cho bà. Từ đó, hội đồng xét xử đi vào hội ý. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử cho rằng lý do bà Lan đưa ra không thuộc các trường hợp quy định phải thay đổi thẩm phán nên tòa tiếp tục làm việc. 9 giờ 45 phút, chủ tọa phiên tòa ông Phan Đức Phương đã tóm tắt lại bản án sơ thẩm. Còn bị cáo Quân cho rằng bản án 2 năm 6 tháng tù Tòa áp dụng đối với mình là quá nặng, còn các bị cáo khác xin hưởng án treo, án sơ thẩm tuyên 1 năm 6 tháng tù. Là người có vai trò chủ mưu trong vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo và đang thi hành bản án 3 năm tù. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho rằng cần triệu tập bà Hằng đến phiên xử để xem xét toàn diện vụ án và có kháng cáo của người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Theo nội dung vụ án, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Phương Hằng và 4 bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Cụ thể, bà Hằng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương được nhiều người trên mạng xã hội biết đến. Từ tháng 3 năm 2021, bà Hằng đã sử dụng điện thoại di động, máy tính sách tay và máy quay phim đăng nhập vào 12 tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý. Bà thực hiện nhiều buổi live stream, phát ngôn trực tiếp trên Internet với nội dung bịa đặt sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự cá nhân. Bà Hằng còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông bà là Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hưng, Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà, trái quy định của pháp luật. Bị cáo Đặng Anh Quân đã tương tác tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi live stream cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho người phụ nữ này thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, trong buổi live stream vào ngày 24 tháng 12 năm 2021, ông Quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh. Các bị cáo là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân đã thực hiện hành vi tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội kết nối các tài khoản mạng xã hội vào internet thông báo thời gian chủ đề livestream chuẩn bị nội dung sân khấu để bà Hằng livestream và đăng tải các bài viết của bà Hằng lên các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của bà Hằng hành vi của các bị cáo là Nhi Hà Tân và Quân là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà Hằng